Địa Tạng Bồ Tát bổn Nguyện Giảng Giải Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Thời gian tháng 5 năm 1998 Tập 45 Xin mời mở bản kinh ra Khoa chú Nguyễn Trung Trang 49 Khoa chú Nguyễn Trung Trang 49 Mời xem kinh văn Hà huống thiện nam tử Thiện nữ nhân Tự thư thử kinh Hoặc giáo nhân thư Hoặc tự tố hòa Bồ Tát hình tượng nảy chí giáo nhân tố họa sở thọ quả báo tất hoạch đại lợi phía trước nói là người thân quyến thuộc bạn bè thân thuộc trước lúc họ lâm chung dùng tiền của của họ thay họ tu phước thì họ được phước báo sẽ vô cùng thù thắng nếu như trong lúc mình còn khỏe mạnh có thể tự mình tu phước như thế đương nhiên quả báo sẽ thù thắng hơn nữa đoạn này nói về cái lý này hướng nữa là người thiện nam, người thiện nữ nào Thư là ghi chép Vào thời xưa Khi kỹ thuật in ấn còn chưa phát minh Thì kinh sách và hình tượng Phật Bồ Tát Phần lớn là ghi chép theo vẽ chép thêm một bộ kinh thì thế gian sẽ có thêm một bộ kinh nó có thể làm tăng thượng duyên phật pháp cho một số chúng sanh cho nên công đức này vô cùng lớn phật không còn trụ thế phật pháp có thể trụ lâu dài ở thế gian nhất định phải dựa vào kinh điển Kinh điển phải có người hộ trì Lưu thông Lưu thông kinh điển Hộ trì Phật Pháp Công đức này Thật sự là Thuộc hàng đầu Ở thế gian và suốt thế gian Bởi vì chỉ có Phật Pháp Mới có thể khiến chúng sanh giác ngộ Có thể khiến chúng sanh phá mê phá mê khai ngộ vậy mới có thể được vô lượng phước báo đức phật thành thật nói với chúng ta phước báo chân thật của tất cả chúng sanh là vốn đầy đủ trong tự tánh nếu như bạn không giác ngộ tự tánh của bạn bị che đậy Tuy có phước báo Là giống như kho báo vậy Bị giấu kỹ trong núi sâu Dùi sâu dưới lòng đất Tuy có nhưng mà bạn không sử dụng được Nhà của bạn được xây dựng ở trên mỏ vàng Bên dưới là mỏ vàng vô tận Bạn chưa có khai thác Bạn vẫn phải chịu quả báo Nghèo khổ vì bạn không thể sử dụng được rồi Cho nên Phật Pháp là dạy người ta khai trí huệ Khai thác kho báu trong tự tánh của bạn ra Thì phước báo đó là không có cùng tận rồi Trong Phật Pháp dạy người ta tu phước Tu phước là nguyên nhân gì? Do bạn chưa có kiến tánh Chưa có kiến tánh Muốn hưởng được phước báo Phải làm thế nào? Chỉ có dựa vào tu cho nên phước do tu này có được phước này không phải phước ở trong tự tánh phước trong tự tánh mới là không có cùng tận giống như chúng ta ở trong kinh tịnh độ xem thấy thế giới cực lạc của a di đà phật đó là phước báo của tự tánh trong kinh hoa nghiêm nói đến thế giới hoa tạng của tỳ lô giá na phật cũng là phước báo của tự tánh các vị phải hiểu rõ nếu như chúng ta khai ngộ phá mê khai ngộ minh tâm kiến tánh thì cảnh giới như thế giới hoa tạng như thế giới cực lạc y chánh trang nghiêm sẽ hiện tiền đương nhiên nói thì dễ nhưng khi thật sự làm sẽ rất khó khăn trước khi chúng ta chưa có kiến tánh muốn hưởng được phước phương pháp duy nhất phải dựa vào tu bạn tu được nhiều thì phước báo của bạn sẽ lớn bạn tu được ít thì phước báo của bạn sẽ nhỏ và tu phước ở trong cửa phật là thù thắng nhất nhưng ở chỗ này chúng ta phải có trí huệ biện biệt cửa phật thế tôn ở trong kinh lăng nghiêm nói đến thời kỳ mạc pháp của chúng ta là Tà sư thuyết pháp nhiều như các sông hằng Đây chính là nhắc nhở chúng ta Trong thời kỳ này Có Phật Pháp giả Có Phật Pháp giả mạo Phật Pháp giả Phật Pháp giả mạo Gieo phước ở trong đây Rất khó khăn Không phải nói không có Nói trên lý luận là có Nhưng bạn không thể dùng được chỉ là gieo hạt giống vào trong a lại gia thức đến khi nào mới có thể hưởng thụ được vậy quá khó trên kinh có thí dụ nói sao vô lượng kiếp mới hưởng thụ được nếu như chúng ta gieo phước hiện tiền có thể hưởng thụ được thì bạn phải nhận thức rõ ràng đó là phật pháp thật là đạo tràng phật pháp chân thật có đại chúng tu hành chân chánh bất luận là chúng xuất gia hay chúng tại gia thật sự có tu hành thì cúng dường nơi này sẽ được phước cho nên mọi người cũng không nên có thành kiến nhất định phải là chúng xuất gia thì chúng ta mới cung kính đối với họ còn chúng tại gia thì kém hơn một bậc Thế gian luôn luôn có loại phân biệt sai lầm này Nhất định phải biết Trong đồng tu tại gia Cũng có người tu hành rất tốt Chư Phật Bồ Tát Thị hiện thân phận tại gia Rất nhiều Đạo lý này nhất định phải biết Phạm là người tốt Người thiện người hiền nào có sức ảnh hưởng giáo hóa nhất định đối với xã hội đối với địa phương đối với phong tục chúng ta đều phải nên cúng dường đều phải nên học tập theo họ như vậy mới đúng mình chịu chép kinh Hiện nay không cần chép kinh nữa Hiện nay kỹ thuật in ấn phát triển Khoa học kỹ thuật phát triển rồi Hiện nay in kinh là tốt Chúng ta Chọn bản kinh nào hay Bản chú giải nào hay In ấn Lưu thông Với số lượng lớn Cho nên hiện nay tu phước Quả thật Thuận tiện hơn So với người xưa Người hiện nay tu phước Quả báo không bằng người xưa Đó là có nhân tố khác Nhân tố này là gì? Tâm không có thành kính như người xưa Không có cung kính bằng người xưa Không có khẩn thiết bằng người xưa Làm việc nhiều hơn người xưa Nhưng được phước thì ít hơn Đây chính là lời Pháp Sư Ấn Quang nói một phần thành kính được một phần lợi ích mười phần thành kính được mười phần lợi ích hiện nay việc chúng ta làm nhiều hơn gấp trăm gấp nghìn lần người xưa nhưng được phước thì không bằng người xưa đó là do lòng thành kính của người xưa có một trăm phần còn thành kính của chúng ta hiện nay chỉ có vài phần cho nên phải hiểu được đạo lý này nếu như chúng ta có lòng thành kính giống như người xưa thì hiện nay tu phước chắc chắn hơn gấp trăm gấp nghìn lần người xưa rồi phước báo bạn được cũng là gấp trăm gấp nghìn lần điều này không thể không biết cho nên đã bỏ lỡ có rất nhiều cơ hội ngay trước mắt điều đó thật sự đáng tiếc đây là nói lưu thông kinh điển bên dưới là nói đắp nặng tượng phật hiện nay đắp nặng hình tượng phật bồ tát rất thuận tiện hiện nay có thể làm khuôn làm khuôn xong rồi có thể đúc ra đến mấy nghìn mấy chục nghìn bức tượng phật giá thành thấp hiện nay là cơ giới hóa trước đây là thủ công mỹ nghệ nếu như tranh vẽ thì in sẽ thuận tiện hơn nữa cho nên phải biết Chúng ta làm sao có thể có được Tâm chân thành, cung kính Tâm khẩn thiết lợi ích chúng sanh Giống như Đại Đức xưa Thì bạn mới có thể được Đại lợi ích Sở thọ quả báo Tất hoành đại lợi Chúng ta tự mình làm Và dạy người khác làm Nếu như mình không có nhân duyên Không có đủ điều kiện thì chúng ta khuyên người khác làm. Lợi ích đều là rất lớn. Chúng ta mở bản chú giải ra. Trang 50 hàng. Thứ nhất, trong chú giải của pháp sư Thanh Liên có trích dẫn một đoạn trong kinh Niết Bàn, đoạn này rất quan trọng. Tôi ở đây đọc qua một lượt, mọi người lắng nghe. Trong Kinh Niết Bàn nói, Ư ác thế trung, thư tả kinh quyển. Chúng ta hiện nay nói là in kinh. Việc khuyên tha nhân lệnh đắc thư tả, cụ túc năng giải, tận kỳ, nghĩa vị, không những mình lưu thông kinh sách, mà còn có thể thông đạt sáng tỏ về ý nghĩa trong kinh sách nói tố họa hình tượng đây là chép kinh bên dưới là nói tạo tượng tạo tượng là đắp nặng tượng cũng được vẽ tượng cũng được trong kinh tạo tượng nói tác phật bồ tát hình tượng Kỳ phước vô lượng Vô cùng tận thời Bất khả xưng số Hai đoạn nhỏ này Đều là trên kinh nói Quả báo phước đức Thật sự là vô lượng vô biên Trên kinh nói Cụ túc năng giải Tận kỳ nghĩa vị Hai câu này rất quan trọng Bạn thật sự hiểu rõ đạo lý này thấy ra sự thật của quả báo bạn mới chịu thật làm không có hoài nghi làm với tâm chân thành cung kính xã hội hiện nay phật pháp thật sự là suy rồi tại vì sao suy vậy không có thiện tri thức chỉ dạy tuy lượng kinh điển lưu thông rất nhiều mà không có người giảng giải Họ chỉ có đọc tụng Họ đọc tụng mà không thể hiểu được Họ cũng biết tạo tượng là tốt Cũng phát tâm tạo tượng Nhưng gặp những vị ác tri thức Nói với họ là Anh làm vậy là mê tín Không có công đức Sau khi họ nghe xong rồi Rất dễ thối tâm Nếu như duyên ác này Rất rộng Gặp một người một người cũng nói như vậy Gặp hai người, hai người cũng nói như vậy Gặp bốn, năm người Họ cũng đều nói như vậy Thì niềm tin của bạn sẽ bị dao động Có khả năng gặp rất nhiều người Đều là nói như vậy hay không Rất có thể Phật nói tà sư thuyết pháp Nhiều như các sông hằng Vậy bạn gặp 8 hay 10 người Thì có gì là lạ đâu gặp một trăm người một nghìn người đều nói như vậy thì bạn làm thế nào đây đến lúc này rốt cuộc chúng ta tin lời phật hay là tin lời của mọi người nhất định phải hiểu được nghĩa kinh điều này rất là quan trọng chúng ta hiểu rõ chúng ta có nghĩa vụ tuyên dương có nghĩa vụ không ngại phiền phức đem nghĩa chân thật của kinh phật giảng giải cho người khác nghe giúp người giác ngộ làm kiên định thêm tính tâm và nguyện tâm thành tựu lợi ích phước đức tự thân của họ đây là để tốt cho họ Phật pháp tất cả vì chúng sanh, tuyệt đối không phải vì mình. Chư Phật Bồ Tát tuyệt đối không có thành kiến. Tuyệt đối không có ý riêng của mình. Tất cả kinh Phật nói, ngài có ý riêng của mình hay không? Không có. Thích Ca Mâu Ni Phật thuyết pháp 49 năm không có một câu một chữ nào là ý của riêng mình nếu như nói là ý của mình thì đây là phàm phu phàm phu mới có tôi tôi là ngã chấp kiên cố chưa phá chấp ngã là phàm phu lục đạo luân hồi họ làm sao có thể thuyết pháp được phật là người đã đoạn hết hai loại chấp trước ngã pháp rồi ngài làm gì có ngã làm gì có ý của tôi đã không có ngã không có ý của tôi thì làm sao nói ra kinh phật được kinh phật nói ra như thế nào nói thật ra vừa mở quyển kinh ra câu đầu tiên đã nói với bạn là như thị ngã văn ý nghĩa của bốn chữ này là tự tánh lưu xuất ra như vậy mới gọi là như thị như thị là lưu xuất ra từ trong chân như tự tánh chân như tự tánh là chúng sanh bình đẳng với phật kinh phật lưu xuất ra từ trong tự tánh của ngài hay nói cách khác cũng là lưu xuất ra từ trong tự tánh của chúng ta sự việc đó là như vậy cho nên nó chân thật không giả dối chúng ta phải hiểu được đạo lý này đến lúc tương lai chúng ta minh tâm kiến tánh phật pháp thường nói chứng tính giải hành chứng bằng chứng cái gì chứng minh tất cả kinh mà phật nói là từ tự tánh của chúng ta lưu xuất ra đây gọi là chứng quả tự tánh của phật với tự tánh của ta không có khác biệt là một không phải hai là chứng minh cái này sanh phật không hai chúng sanh với phật không hai là một phật đã kiến tánh rồi chúng ta hiện nay chưa kiến tánh chúng ta nghe theo lời phật nói chính là thuận theo tự tánh Tuyệt đối không phải là Bị Thích Ca Mâu Ni Phật Xó mũi dắt đi Không phải vậy Bạn y giáo phụng hành Là tánh đức của tự tánh Hiển lộ Thì lời dạy của Phật Mới thật sự đạt đến cao minh Chân thật đạt đến trí thiện viên mãn Trong quá trình học tập Nhất định phải biết hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Đây là Bồ Tát phổ hiện dạy chúng ta. Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành. Là làm sao có thể khiến cho sự việc này làm đến chí thiện, làm đến viên mãn. Chí thiện là nhất định không làm trái lại. Với tánh đức không làm trái lại lý là phải khế lý đó là trí thiện viên mãn là khế cơ cơ là đại chúng hiện tiền hôm qua tôi triệu tập những pháp sư dẫn chúng của niệm phật đường tôi nói với họ đạo lý này Làm sao đưa niệm Phật đường Đến trí thiện viên mãn Nhất định phải biết Khế cơ khế lý Khế lý là không lập trái lại kinh giáo Nương theo phương pháp nguyên lý nguyên tắc Của kinh giáo mà tu học Khế cơ thì sao Nhất định phải khiến cho đại chúng Ở niệm Phật đường niệm đến mức sanh tâm hoan nghỉ niệm cho thật đúng như pháp nhất định khiến cho họ có thể điều phục được phiền não chúng ta không dám nói việc nhất định điều phục được phiền não trong niệm phật đường có thể tương ưng với nhất tâm không thể đạt được cảnh giới của nhất tâm thì chí ít cũng là công phu thành khối trong thời gian ở niệm phật đường không có vọng tưởng trong tâm chỉ có một câu a di đà phật nhớ phật niệm phật thì hiện tiền tương lai nhất định thấy phật cho nên phải chăm lo đến mỗi đại chúng niệm phật phải thường xuyên quan tâm họ thường xuyên hỏi thăm họ anh có ý kiến gì về niệm phật đường hay không anh có cảm thấy chỗ nào chưa thỏa đáng không mời mọi người đưa ra ý kiến chúng ta nghiêm túc cải tiến mỗi ngày phải phát hiện ra khuyết điểm của mình ngày ngày phải cải tiến sai lầm một ngày không cải tiến thì một ngày không có tiến bộ mình thường không nhìn thấy được lỗi lầm của mình, nhưng người khác nhìn thấy. Người khác nhìn thấy nhưng không nói vậy thì làm thế nào? Chúng ta đành phải đi thịnh giáo vậy. Chúng ta nên quan hỷ nghe lỗi lầm, mạnh dạn sửa lỗi. Đây là nguyên tắc, nguyên tắc quan trọng trong tu hành mà Phật dạy cho chúng ta đây gọi là pháp môn sám hối đây là pháp môn tinh tấn biết lỗi liền sửa vui vẻ khi người khác đưa ra ý kiến họ kiến nghị họ phê bình chúng ta phải nghiêm túc phản tỉnh sửa chữa lỗi lầm thì đạo tràng này mới có tiền đồ đạo tràng này mới có thể trở thành đạo tràng mô phạm đạo tràng điển hình của thế gian chúng ta ở đây mới thực sự có thể có thành tựu điểm này vô cùng vô cùng quan trọng người thành công trong thế gian và xuất thế gian người chân thật thành công không có người nào mà không tu học như vậy cho dù có thành tựu nếu không muốn nghe kiến nghị của người khác cố chấp thành kiến của mình dù sự nghiệp của họ làm lớn đi nữa cũng không thể dài lâu chỉ có tôn trọng ý kiến của đại chúng thì sự nghiệp của họ mới được dài lâu mới vĩnh viễn không bị thất bại đạo lý này thánh nhân thế gian và xuất thế gian đều chỉ dạy chúng ta chúng ta nhất định phải ghi nhớ xem tiếp đoạn kinh văn này dưới đây thì cố phổ quản Nhờ kiến hữu nhân Đọc tụng thị kinh Nải chí nhất niệm Tán thán thị kinh Hoặc cung kính giả Nhữ tu bách thiên phương tiện Khuyến thị đẳng nhân Cần tâm mà thoái Năng đắc vị lai hiện tại Thiên vạn ức Bất khả tư nghị công đức đây là khuyên tu cho nên nhìn thấy người đọc kinh nhìn thấy người cung kính đối với tam bảo thì nhất định phải khích lệ họ phải khen ngợi họ kiểu khích lệ khen ngợi này không những có lợi ích rất lớn đối với họ trên thực tế cũng là dạy bảo những người không biết này Khi họ nhìn thấy người này Tán tháng người đọc kinh Khuyến khích đọc kinh Có thể khơi dậy niềm tin của họ Cho nên khuyên một người Chính là khuyên rất nhiều người Quả báo thù thắng Không thể nghĩ bà Cho nên họ mới có thể được trăm nghìn Muôn ức công đức không thể nghĩ bàn ở hiện tại và vị lai đây là chúng ta thường nói vừa qua căn tay vĩnh viễn trở thành hạt giống đạo công đức không thể nghĩ bàn là nói từ chỗ này nếu như người này ba thứ thiện căn phước đức nhân duyên này đều đầy đủ thì đời này họ thành tựu Đây là điều rất khó Nhưng mà không phải không có Trong thời mạt Pháp ngủ trượt ác thế Cũng có như thường Người có thiện căng kém Tuy hiện tiền không thể được lợi ích nhưng hạt giống kim cang gieo vào trong a lại gia thức chúng ta người hiện nay gọi là gieo vào trong ấn tượng của bạn ấn tượng của bạn rất sâu sắc dính diễn không bị xóa mất tương lai gặp được duyên tức là gặp được một số điều kiện thì hạt giống này sẽ khởi hiện hành nó có thể giúp bạn tu hành chứng quả hiện nay chúng ta đừng sợ người khác nói chúng ta mê tín thực ra mê tín không phải chúng ta mê tín là họ sao gọi là mê tín vậy chân tướng sự thật chưa có hiểu rõ ràng mà bạn đã tin đây gọi là mê tín người học phật chúng ta đối với chân tướng sự thật chưa có hiểu rõ ràng mà đã tin phật pháp niệm kinh lễ phật đây là mê tín không sai người họ nói chúng ta mê tín họ cũng mê tín vì sao vậy họ cũng chưa hiểu rõ chưa làm sáng tỏ về phật pháp mà đã dám nói nó là mê tín cho nên họ nói mê tín đó cũng là mê tín cái mê tín này của chúng ta có lợi ích còn cái mê tín đó của họ có hại rồi không có lợi ích gì cho nên đều là mê tín bạn thật sự hiểu rõ ràng minh bạch phật pháp rồi bạn nói chúng tôi là tính hay là mê tín cách nói đó của bạn là đúng chưa có hiểu rõ ràng đã nói chúng ta là mê tín tôi cảm thấy họ là mê tín hạng nhất trên cả mê tín chúng ta chỉ mê tín một lớp còn họ mê tín đến hai lớp rồi cho nên nếu chân thật muốn đưa ra lời phê bình bạn nhất định phải hiểu cho rõ ràng nếu bạn không hiểu rõ ràng tùy tiện nói bừa sẽ rất dễ đắc tội dễ gặp phải ác báo như trên kinh đã nói ác báo hình thành như thế nào vậy do ngu si ngu si là sao chưa có hiểu rõ ràng đã tùy tiện nói rồi tùy tiện phê bình vậy thì không nên ở trong thái độ làm học vấn như vậy là sai lầm không phải chính xác nghe người ta nói cũng không được Người ta nói có đáng tin hay không? Khi nghe người ta nói, bản thân chúng ta vẫn phải đi sâu vào nghiên cứu, tìm cách chứng thực. Là giống như người học Phật chúng ta vậy, chúng ta đọc kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật, không phải một mực nghe theo ngài, chúng ta ở trong đây tu học, tìm cách chứng thực. Chứng minh lời Phật nói là thật, không phải là giả. đây là sự thù thắng của nền giáo dục phật đà phật nói với bạn nói xong là để cho bạn hiểu tính giải hành chứng bạn tin rồi tin rồi sau đó mong hiểu chỉ có tin thì không được nhất định phải hiểu rõ sau khi hiểu rõ rồi bạn phải tìm cách chứng minh chứng minh điều bạn tin điều bạn hiểu đích thực là tự tánh vốn đầy đủ không phải đến từ bên ngoài phật pháp gọi là nội học ý nghĩa là ở chỗ này cần tâm mà thoái bốn chữ này là chữ mấu chốt ở trong đoạn này chúng ta khích lệ một người khuyến khích một người mục đích là ở chỗ này hy vọng họ dũng mãnh tinh tấn không được thoái chuyển như thế họ trong một đời này nhất định thành tựu ở trong chú giải có một đoạn cũng là trích dẫn kinh văn ở hàng thứ ba của chú giải trang năm mươi Câu sau cùng này Trong Kinh Kiên Ý Có một đoạn Phật cáo A Nan Kỳ hữu hảo tâm Thiện ý chi nhân Văn Phật minh pháp Nhất tâm nhi thính Năng nhất nhật khả Họ có thể nghe được một ngày cũng được Bất năng nhất nhật, bán nhật khả Họ không có thời gian Họ không thể nghe một ngày Thì nghe nửa ngày cũng được Bất năng bán nhật, nhất thời khả Đây là lúc Phật còn tại thế Nhất thời lúc ấy Bằng 4 giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta Bởi vì Ấn Độ lúc đó Thời là ngày ba thời Đêm ba thời Ngày đêm sáu thời Nhất thời nghe nói chỗ này Tức là 4 giờ đồng hồ hiện nay của chúng ta Bất năng nhất thời Bán thời khả Bán thời tức là 2 giờ đồng hồ Bất năng bán thời tu du khả Tu du là thời gian rất ngắn Nghe 10 phút, 5 phút đều rất tốt Kỳ phước bất khả lượng Phước báo của họ không thể đo lượng sau cùng ngay ở chỗ này đưa ra kết luận nghe trong chốc lát còn được phước lớn như vậy tại vì sao phước này lớn như vậy bởi vì một người ở trong lục đạo luân hồi được thân người rất khó thân người khó được có được thân người mà còn nghe được phật pháp thì rất khó có thể trong vô số kiếp bạn mới có cơ hội nghe được mấy câu phật pháp như vậy và mấy câu phật pháp này rơi vào trong a lại gia thức chính là nhân duyên được độ trong tương lai cho nên phước báo này không thể đo lường chúng ta ngày nay tạo nhân duyên cho người có hạt giống phật Bạn biết quả báo là thù thắng biết bao Chúng ta trong bất kỳ trường hợp nào Như trong trường hợp có đại chúng Chúng ta cúi đầu chắp tay Nhìn một câu a di đà Phật Bao nhiêu người nhìn thấy Bao nhiêu người nghe thấy Người nhìn thấy, người nghe thấy Đã gieo hạt giống vào trong a la gia thức rồi Đó là trong thời gian chốc lát Chúng ta đang biểu diễn Mục đích chúng ta biểu diễn Là gieo hạt giống kim cang Cho tất cả đại chúng Như vậy gọi là Phát tâm Bồ Đề Hành Bồ Tát Đạo Bất luận người thấy Người nghe có tin hay không Hạt giống đã gieo vào rồi Đúng như lời Phật nói Phước ấy không thể tính đếm được Chúng ta thường thường cũng đang tu phước Đang tạo phước Nhưng hàng ngày cũng đang tạo tội, tạo lỗi Nếu chúng ta so sánh tội phước Mỗi ngày ta tạo phước nhiều hay là tội nhiều Tạo tội nghiệp thì quả báo của tội nghiệp đó cũng không thể đo lường được Đó cũng là chuyện phiền phức lớn rồi Như thế nào mới là chân thật giác ngộ vậy? Không tạo tội nghiệp nữa chuyên tu phước báo thì tiền đồ của chúng ta sẽ tươi sáng nhất định phải giác ngộ đời người là rất ngắn ngủi đời người rất là khổ khổ chúng ta phải cắn răng thật chặt phải cố gắng nhẫn nại mà chịu đựng Dù khổ cũng không tạo nghiệp Tuyệt đối không nên gì Muốn cải thiện hoàn cảnh cuộc sống trước mắt của chúng ta Mà tạo tác đủ thứ tội nghiệp Trước mắt thì được một chút vị ngọt Mà hậu quả thì không thể tưởng tượng được Người thông minh không làm việc hờ dại này Khổ báo trước mắt Là do ta trong quá khứ Và đời nay không có tu phước nên ta thọ quả báo phật pháp nói rất rõ ràng muốn biết nhân đời trước xem thọ nhận đời này những gì ta thọ nhận đời này là do đời trước ta tạo đời trước tu phước thì đời này hưởng phước đời trước không tu phước thì đời này làm gì có phước để hưởng chứ không oán trời không trách người muốn biết được quả đời sau xem tạo tác đời này những hành vi tạo tác trong đời này của ta đây là gieo nhân cho quả báo đời sau nếu như đời này nhân ta tạo ta gieo phước lớn nhân thù thắng thì đời này đã thay đổi hoàn cảnh sống của bản thân chúng ta rồi liễu phạm tứ huấn là điển hình rất rõ rệt thành tựu giống như viên liễu phàm vậy ở trong phật pháp có không biết bao nhiêu người vì không có viết ra không có nói ra mà thôi quá nhiều quá nhiều hiện tiền có thể thay đổi hoàn cảnh sống của chúng ta chỉ cần bạn chăm chỉ nỗ lực đoạn ác tu thiện loại phước này là thật hơn nữa là dài lâu là phước báo chân thật nếu như bạn dùng thủ đoạn bất chánh đoạt lấy tiền của bất nghĩa để được phước rồi thì phước báo này của bạn là giả là rất ngắn ngủi phước hưởng hết rồi thì ác báo hiện tiền điều này vô cùng đáng sợ cho nên nhất định phải tìm hiểu những sự lý này cho thật rõ ràng minh bạch đời người ngắn như vậy việc gì phải tạo tội nghiệp trong thời gian ngắn ngủi này chứ thật không đáng vô cùng không đáng thường xuyên đọc kinh địa tạng rất có lợi ích đọc một lần sẽ đánh thức sự cảnh giác cao độ của mình mỗi câu ở trong đây đều là chân thật không có câu nào là hù dọa người là để uy hiếp bạn không có mỗi câu phật nói đều là lời chân thật mạng người vô thường quốc độ nguy cấp tại vì sao không tu phước chứ tại vì sao không nghĩ đến đời sau thời gian đời sau thì dài thời gian đời này thì ngắn người thông minh phải suy tính cho lâu dài không nên lo nghĩ cho hiện tiền ngắn ngủi này hiện tiền bất kể vinh hoa phú quý như thế nào cũng chỉ là nhất thời không đáng để ngưỡng mộ không đáng để theo đuổi đời sống thanh đạm cực khổ một chút cũng tốt Thường xuyên đánh thức tâm cảnh giác Thường xuyên khởi lên tâm thoát ly Hy vọng thoát cõi lục đạo luân hồi Đoạn này chỉ giới thiệu đến chỗ này Xem tiếp đoạn này dưới đây Mộng mị kiến quỷ Đây cũng là việc thường xảy ra Trời đất quỷ thần thật sự là có Có biết bao nhiêu người đã đích thân trải nghiệm qua rồi Bản thân tôi lúc còn trẻ cũng đã từng trải qua Làm sao có thể không tin được chứ Ở nước ngoài chuyện thế quỷ Ở nước ngoài cũng rất nhiều trong thành phố nào cũng có rất nhiều ngôi nhà quỷ cho nên sự việc này là thật chứ không phải là giả tôi có một vị đồng tu ở california hiện nay người này mấy năm trước đã qua đời rồi hai vợ chồng già mua một căn nhà ở california sau khi giàu ở mới biết là ngôi nhà quỷ Con quỷ đó rất là dễ sợ Quỷ là người Mỹ Có lẽ là chủ của căn nhà trước đây Sau khi chết rồi Không xả bỏ được căn nhà đó Không thể rời đi Con quỷ vẫn ở trong đó Đương nhiên có người khác đến ở Thì họ sẽ không vui Cho nên đến mỗi tối Thì con quỷ đó xuất hiện Đồ dùng trong nhà có âm thanh di động, cửa nhà tự động mở. Người sống ở trong nhà này đều thấy sợ hãi khủng khiếp. Nhưng cũng không có cách gì. Có một lần, lúc ông lão này đang tắm, đại khái lúc đó ông cũng hơn 60 tuổi rồi. Lúc đó vẫn còn là buổi chiều Không phải tối Bỗng nhiên cửa phòng tắm mở ra Tự động mở Toàn thân ông sởn da gà Ông liền hỏi Ông tên gì Con quỷ đó lại có thể nói ra tên của mình Sau khi nói ra Ông này sợ chết khiếp Liền chạy mau ra ngoài Chưa kịp mặc quần áo đã chạy ra ngoài Gặp phải sự việc như vậy con quỷ đó thật sự nói ra tên của nó sau đó ông kể cho chúng tôi nghe kiểu nhà quỷ này ở mỹ rất nhiều quá nhiều quá nhiều có một số ngôi nhà quỷ nổi tiếng không có ai dám ở ngôi nhà đó cũng không bán được mọi người đều biết đó là ngôi nhà quỷ cho nên điều này thật sự có không phải giả mời xem kinh văn Phục thứ phổ quản Nhược vị lai thế chư chúng sanh đẳng Hoặc mộng hoặc mị Kiến chư quỷ thần Nay cập chư hình Đủ thứ hình dạng này Hoặc bi hoặc đề Hoặc sầu hoặc tháng Hoặc khủng hoặc bố Đây là nói Bạn ở trong chim bao Nhìn thấy những hình tượng này Trong ngữ khí này của Phật Chúng ta có thể thấy được Nhược vị lai thế chư chúng sanh Lúc đó Phật nói đời sau Vì chúng ta hiện nay chính là đời sau mà Ngài đã nói Chúng ta hiện nay Rất nhiều chúng sanh ở trong chim bao Nhìn thấy quỷ thần Mộng là mơ hồ không rõ ràng Mỹ chính là ngủ Hãy là lúc nào mơ hồ không rõ ràng Loại cảnh giới lúc có lúc không này Đều gọi là cảnh mộng Và trong lúc ngủ Cảnh mộng thường hay xuất hiện Hầu như mỗi người đều có kinh nghiệm này Nhìn thấy một số quỷ thần nhất là nhìn thấy người thân quyến thuộc đã qua đời rồi hoặc giả mộng thấy người mình hoàn toàn không quen biết những quỷ thần này nhìn thấy hình dạng của họ rất đáng thương vì sao nói buồn bã khóc lóc rầu rĩ thang thở hải hùng sợ sệt nhìn thấy những hình ảnh này người không có học Phật nhìn thấy cảnh giới hải hùng nhiều chưa có học Phật sau khi chúng ta học Phật cảnh giới hải hùng trong mộng ít rồi loại này thuộc về ác mộng mộng hải hùng ít rồi nhưng mộng thấy những quỷ thần buồn bã khóc lóc rầu rĩ than thở thì nhiều thường hay có cảnh giới này hiện tiền gặp phải những việc này là do nguyên nhân gì phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết mời xem kinh văn dưới đây thử giai thị nhất sanh thập sanh Bách sanh, thiên sanh, quá khứ phụ mẫu Nam nữ, đệ muội Phu thê quyến thuộc tại ư ác thú Vị đắc xuất ly, vô xứ hy vọng phước lực cứu bạc Đường cáo, túc thế, cốt nhục Sự tác phương tiện, nguyện ly ác đạo Phải nhớ kỹ Là họ đến cầu mong bạn giúp đỡ Bạn không học Phật, họ không đến cầu bạn. Vì sao vậy? Bạn không có năng lực giúp đỡ họ. Hiện nay bạn học Phật rồi, họ biết bạn có năng lực giúp đỡ họ, nên họ đến cầu bạn. Cho nên hãy chim bao thấy cảnh giới này thì chúng ta niệm Phật. Hồi hướng cho họ, tụng kinh hồi hướng cho họ. Bạn tụng kinh Địa Tạng cũng rất tốt. Niệm danh hiệu Bồ Tát cũng rất tốt. Tụng kinh vô lượng thọ Tụng kinh A-di-đà Niệm danh hiệu A-di-đà Phật đều tốt Đây là pháp môn tu chính của chúng ta Sức mạnh của pháp môn tu chính Vô cùng thù thắng Vì sao vậy? Tụng hằng ngày Niệm mỗi ngày Chúng ta đặc biệt hồi hướng cho họ Họ là đến cầu mong giúp đỡ cầu mong cứu vớt Trong ảnh trần hồi ức lục Chúng ta xem thấy có một câu chuyện Cho Pháp Sư Đàm Hư kể Là 8 năm lặng lẽ đọc Lăng Nghiêm Bạn xem đoạn đó Vào thời đó Họ đều là cư sĩ tại gia tiếp xúc được phật pháp biết phật pháp hay họ vô cùng ưa thích kinh lăng nghiêm có mấy người chí động đạo hợp mỗi ngày cùng nghiên cứu đọc tụng cũng là do cơ duyên không chín mùi vì phương bắc rất ít có người giảng kinh cho nên chỉ có mấy người tự mình nghiên cứu Dựa theo phương pháp này mà tu học Nhưng họ cũng thật hiếm có Có thể mấy người cùng với nhau tham cứu Học tập Theo một bộ kinh Có thể duy trì thời gian đến 8 năm Thật là hiếm có Có thời gian dài như vậy Thì nhiều ít cũng có chút công phu Chút công phu này là vô cùng hiếm có Là vô cùng hy hữu Cảm động quỷ thần đến cầu siêu độ Đàm lão nói đó không phải là ông Là một người bạn của ông Họ hùng vốn với nhau Mở một cửa tiệm thuốc bắc nhỏ Để duy trì đời sống Buổi trưa lúc buôn bán thưa khách Mấy người này ngủ lơ mơ trên quầy hàng Một người bạn của ông Lúc đang ngủ lơ mơ thì nhìn thấy hai người bước vào vậy là sau khi họ đã tỉnh rồi mới kể lại với nhóm bạn của pháp sư đàm hư nghe ông nói hai người bước vào này là oan gia trái chủ trước đây vì tranh chấp tiền của nên đi kiện vụ kiện này ông ấy thắng rồi nên hai người này treo cổ tự sát vì chuyện này nên ông ấy cũng thường hay cảm thấy rất áy náy khi ép trả nợ khiến cho hai người này bị chết đi cũng cảm thấy rất là áy náy hai người này họ đến Chẳng phải để kiếm chuyện hay sao Sợ là trả thù Sau khi nhìn thấy hai người này bước vào Sắc mặt Rất là ôn hòa Nên trong lòng cũng tương đối an liền hỏi họ Các anh đến đây làm gì Họ nói là đến cầu mong siêu độ Tâm ông liền thấy an ổn trở lại Họ không phải đến kiếm chuyện Để đến cầu siêu độ Ông nói được cách siêu độ như thế nào Họ nói chỉ cần ông nhận lời là được, được rồi Thế thì được Tôi nhận lời anh liền nhìn thấy hồn của hai con quỷ này Nhảy lên đầu gối của ông Đạp lên vai của ông Rồi sanh thiên Chỉ cần nhận lời siêu độ là được Bạn hỏi dựa vào sức mạnh gì Dựa vào sức mạnh Tám năm lặng lẽ đọc kinh lăng nghiêm Sau khi hai người này đi rồi Chưa bao lâu là có hai người đến nữa Hai người, một người là nữ Còn dắt theo một đứa trẻ Nhìn kỹ lại là người vợ và đứa con trai đã qua đời của ông Đứa con trai đã chết Hai người đến Ông liền hỏi bà làm gì Cũng đã đến cầu siêu độ Phương pháp giống nhau là nhận lời Tôi nhận lời bà, siêu độ bà Liền nhìn thấy hồ quỷ này đạp lên đầu gối Nhĩ lên dai rồi sanh thiên không cần bất kỳ nghi thức nào người siêu độ chân thật họ thật sự có công phu mới được nếu họ không có công phu thì nghi thức như thế nào cũng không thể có tác dụng gì được rồi nhất định phải tự mình thật sự có công lực tu hành hay nói cách khác Tối nằm chim bao Thấy những quỷ thần này đến tìm bạn siêu độ Là chứng minh bạn vẫn có chút công phu Nếu bạn không có công phu Thì họ sẽ không đến Cho nên Chúng ta bình thường Đọc kinh Niệm Phật Lễ Phật Thậm chí là giảng kinh trên buộc giảng Xong thời khóa này Chúng ta đều có hồi hướng hồi hướng nhất định là dùng tâm chân thành trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường từng ly từng tí công phu tu học thường ngày của chúng ta đều là vì chúng sanh không phải vì chính mình thì công đức hồi hướng này mới viên mãn. Ta hôm nay mở quyển kinh ra đọc bộ kinh này là vì ai? Vì tất cả chúng sanh. Ta hôm nay bước vào niệm Phật đường, niệm một câu A Di Đà Phật này là giống như trên kinh nói. Niệm mấy phút cũng tốt, niệm mấy giờ, niệm nửa ngày, một ngày niệm hai ngày hai đêm niệm vì ai niệm vì tất cả chúng sanh thì công đức hồi hướng này của họ liền viên mãn chúng ta ngày nay học giáo phát tâm giảng kinh thuyết pháp là vì ai vì tất cả chúng sanh nếu như nói phát tâm là vì chính mình thì lợi ích rất nhỏ rồi Công đức không lớn Vì tất cả chúng sanh Vì Phật Pháp trụ lâu ở thế gian Thì công đức không thể nghĩ bà Công đức trên kinh nói Đều là chỉ cái này Các vị nhất định phải biết Vì mình thì công đức rất nhỏ Là một việc như nhau Nếu vì chúng sanh, vì Phật Pháp Thì lợi ích công đức vô lượng vô biên Bởi vì chúng sanh vô biên Phật Pháp vô biên Nên lợi ích công đức của bạn là vô biên Chúng ta hiểu rõ đạo lý này Hiểu được chân tướng sự thật này Thì tại vì sao mỗi niệm Lại tự giới hạn thành ra nhỏ đến như vậy Vì chính mình, vì gia đình này của ta Vì tập thể nhỏ này của ta Cùng là một việc giống như vậy Mà được phước nhỏ Được công đức nhỏ được lợi ích nhỏ Người ta cũng làm công việc như vậy Tại vì sao được lợi ích công đức vô lượng vô biên như vậy Chỉ trong khoảng một niệm Phật Pháp nói Một niệm tương ưng Họ một niệm có tương ưng hay không? Tương ưng với tự tánh Tương ưng với chân tâm Tự tánh chính là Pháp giới chân tâm chính là pháp giới phật đã nói rất nhiều rồi chúng ta nhất định phải thể hội cho được phải nhớ cho thật kỹ y giáo tu hành vì sao gặp phải tình cảnh này có một số tín đồ đến thăm chúng ta nói ra những sự việc này với chúng ta chúng ta biết trong kinh địa tạng có Liền có thể nói với họ Trở về đọc kinh Niệm Phật hồi hướng cho họ Có một số người không tin Phật Hoặc giả là vừa mới vừa tiếp xúc Phật Pháp Gặp phải chim bao Thấy quỷ thần đến tìm họ năm xưa tôi có một người bạn đồng nghiệp vợ của anh ấy trong một tuần lễ chim bao liên tục ba lần cho nên cô rất hoài nghi chim bao thấy gì chim bao thấy người hàng xóm người vợ đó cũng là vừa mới qua đời đại khái qua đời chưa đến nửa năm Ba lần thấy chim bao Hỏi bà xin tiền Mong bà giúp đỡ Bà ta nói bà vô cùng khó khăn Đời sống vô cùng khó khăn Lúc bà trong cơn chim bao Cũng không nghĩ đến bà ấy đã chết rồi Không hề nghĩ đến Bà thấy làm lạ Bà nói chị sống khổ không nên tìm đến tôi Chị nên về hỏi chồng chị đó Bà ấy nói chồng tôi không có tiền Mong chị giúp đỡ một tuần chim bao thấy ba lần như vậy Bà liền đến tìm tôi Tôi với bà cũng rất quen biết nhau Cùng với nhà bên đó cũng rất thân quen Ồ, tôi liền nghĩ đến Tôi nói họ là tín đồ độ cơ đốc giáo Là không có tiền Tín đồ độ cơ đốc giáo không đốt giấy tiền Tôi nói không sao đâu Cô đốt một ít giấy tiền cho bà Bà quả nhiên nghĩ thông rồi Sau khi đốt một ít giấy tiền xong Thì cũng không có chim bao thấy nữa Cờ độc giáo không đốt giấy tiền Mà ấy ở cõi quỷ Cõi quỷ đốt giấy tiền thật sự vẫn có tác dụng Cho nên chuyện đốt giấy tiền này Bạn thấy lão Pháp Sư Ấn Quang Có nói qua ở trong văn sao Ngài đối với chuyện này Là vừa không tán thành Cũng không phản đối Tại vì sao không tán thành Trong Phật Pháp không có Trong Phật Pháp nói siêu độ chỉ là niệm danh hiệu Phật Bồ Tát Tụng kinh hồi hướng cho họ Thế nhưng không phản đối Con người sau khi chết rồi Luân hồi có sáu nơi để đi Giấy tiền chỉ có cõi quỷ Họ có thể thọ dụng được Còn những cõi khác đều không thọ dụng được Nếu như họ rơi vào cõi quỷ Người ta đốt giấy tiền bạn không cho họ đốt chẳng phải chặn đứt đường tiền tài của người ta rồi sao việc này cũng là việc phiền phức rồi họ sẽ khởi tâm sân hận đối với bạn cho nên cũng không phản đối chúng ta học theo cái thái độ này của lão pháp sư là rất tốt không đề xướng nhưng cũng không phản đối đây là phong tục tập quán của dân gian chứ không liên quan gì đến phật pháp người học phật chân thật thì không dùng những thứ này cho nên biết được trong cảnh mộng mộng thấy những quỷ thần này là đều có quan hệ với mình nếu như họ nói là thân thuộc trong đời quá khứ mười đời trăm đời nghìn đời thì đương nhiên chúng ta không biết được rồi bạn xem tuy không biết nhưng những quỷ thần này biết bạn có duyên với họ có nhân duyên nhiều đời họ vẫn sẽ đến tìm bạn cầu bạn giúp đỡ tuổi thọ của quỷ rất dài tuổi thọ của nhân gian thì ngắn phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết một ngày trong cõi ngạ quỷ bằng một tháng của nhân gian cho nên chúng ta cúng tế quỷ thần mong một ngày rằm là đúng vào lúc họ ăn trưa ăn tối một ngày của họ là một tháng của chúng ta Phải hiểu rõ cái đạo lý này Hơn nữa tuổi thọ của cõi ngạ quỷ Đại khái đều là một nghìn năm trở lên Tuổi thọ dài Nơi đó cũng tính là một năm Có 360 ngày Là một năm Họ thọ một nghìn năm Bạn nên biết một ngày của họ là một tháng Của nhân gian chúng ta Cho nên Trương Thái Viêm vào thời đó làm phán quan ở Đông Nhạc Đại Đế. Ở trong cõi quỷ vẫn nhìn thấy những người như Hàng Vũ, Liễu Tông Nguyên. Ngay cả những người chết vào Triều Hán, ông cũng đều gặp mặt họ ở trong cõi quỷ. Triều Hán đến nay chỉ ít là 2.000 năm. Nên tuổi thọ của quỷ dài hơn tuổi thọ của con người quá nhiều rồi Trong lục đạo thực sự tuổi thọ của con người ngắn Tuổi thọ con người cũng có lúc dài Chúng ta sống vào lúc tuổi thọ ngắn Tin Kinh Phật nói Tuổi thọ của con người dài nhất là 84.000 năm Chúng ta là đang ở vào giai đoạn của kiếp giảm Phật báo rất mỏng tuổi thọ dài thì phước báo sẽ lớn tuổi thọ ngắn thì phước báo rất mỏng tuy phước mỏng nhưng nếu chịu tu sẽ rất dễ dàng cũng không khó khăn trái lại duyên tu phước đến cũng rất thù thắng dùng thời gian ngắn tu phước báo lớn đây là người thông minh người có trí huệ cho nên kinh văn này chúng ta phải nhớ kỹ đây đều là cha mẹ người thân quyến thuộc ở trong quá khứ của mình có nhân duyên đến nhờ giúp đỡ bên dưới đây là phương pháp giúp đỡ phổ quản nhớ dĩ thần lực khiên thị quyến thuộc lệnh đối chư phật bồ tát tượng tiền chí tâm tự đọc thử kinh hoặc thỉnh nhân đọc kỳ số tam biến hoặc thất biến đây là làm phật sự siêu độ cho nên làm phật sự siêu độ cũng là từ trong kinh địa tạng mà ra tự mình có thể đọc là tốt nhất bởi vì tâm của mình thành khẩn là người thân quyến thuộc của mình ta vì họ nên tâm này vô cùng thành kính nếu tự mình không thể đọc thì sao thì mời người mời người khác đọc hiện nay thông thường đều mời người xuất gia bởi vì trong kinh nói người khác đọc cho họ thì họ chỉ có thể được một phần bảy lợi ích cho nên thông thường người ta mời bảy người đọc họ mới được một phần đạo lý là như vậy mời bảy người đọc họ mới được một phần đọc ba biến bảy biến đọc như vậy rất tốt lý luận phương pháp của siêu độ chúng ta nhất định phải hiểu thì nó mới không rơi vào mê tín bạn phải nói cho người ta tin nó là sự thật như thị ác đạo quyến thuộc Kinh thanh tất thị biến số Đương đắc giải thoát Nải chí mộng mị chi tung Vĩnh bất phục kiến Bạn sẽ không còn mơ thấy họ nữa Không còn mơ thấy Là họ đã thoát khỏi cõi quỷ rồi Họ được lợi ích rồi Thoát khỏi cõi quỷ Phần lớn Họ lại đến cõi người để đầu thai Hoặc giả người có lợi ích phước báo lớn Họ có thể sanh về cõi trời Cõi trời thường là từ Trời đau lợi trở xuống Sanh về tứ vương thiên Đau lợi thiên Trên kinh nói phần lớn Là nói sơ lược Nếu như nói tỉ mỉ Thì cấp bậc phước báo trong tứ vương thiên Đến đau lợi thiên Vẫn là khác nhau mặc dù sanh về đau lợi thiên thì phước báo mỗi người vẫn là khác nhau là giống như chúng ta cùng sanh về cõi người bạn xem mỗi người thọ dụng trong đời đều khác nhau có người giàu sang tột bậc có người nghèo khổ thấp hẹn cùng được thân người mà phước báo không như nhau từ đó cho thấy cùng được thân trời như nhau nhưng phước báo cũng khác nhau thiên nhân không có phước thiên nhân phước rất mỏng thì hoàn cảnh đời sống vật chất của họ có khi còn không bằng người phước báo lớn ở nhân gian vẫn không bằng nhưng thân của họ là thân trời đạo lý này thật ra không khó hiểu bạn thử nghĩ xem, người chúng ta được thân người trong cõi người, cõi xúc sanh thường không bằng cõi người, có một số xúc sanh hưởng thụ, có khi người nghèo khổ chúng ta không bằng nó, không bằng cả xúc sanh. Đây chẳng phải là cùng đạo lý hay sao? Cho nên nếu bạn quan sát tỉ mỉ tình trạng trong lục đạo luân hồi thì dần dần bạn có thể thể hội được rồi. Gia đình giàu có nuôi thú cưng, xúc sanh, người nghèo khổ thực sự không bằng, thật thua xa nó. Ăn uống sinh hoạt của nó bao nhiêu người phải chăm sóc, khi bị bệnh thì còn có bệnh viện thú y. Đưa đi bệnh viện còn có xe đưa, xe đón. Bạn thấy người nghèo khổ làm gì có phước phần này chứ, cho nên nó là thân súc sanh. Súc sanh có phước báo còn tốt hơn người nghèo khổ chúng ta nhiều. Cùng một đạo lý như nhau, trong thiên nhân, người không có phước báo đời sống không bằng con người đây cùng một đạo lý cho nên tuy sanh thiên cũng phải có phước báo mới được sanh thiên dựa vào điều kiện gì tu ngũ giới thập thiện cho tốt thì sẽ sanh thiên nếu như không tu bố thí không chịu giúp đỡ người khác cho thật nhiều thì sanh thiên cũng không có phước báo có thể thấy tu phước rất quan trọng bạn thật sự có phước báo thì bất luận bạn ở trong cõi nào họ đều hưởng phước cho nên phước báo có thể mang theo được là không bị mất đi công đức cũng có thể mang đi được nhưng công đức là rất dễ bị mất tên kinh thường nói một cơn sân hận đốt cháy cả rừng công đức cho nên công đức rất khó duy trì phước đức thì không có vấn đề gì phước đức có thể duy trì công đức rất khó duy trì xin thưa với các vị là công đức là tâm thanh tịnh là định quệ cho nên khi có tâm tham khởi lên tâm sân hận khởi lên thì tâm thanh tịnh của bạn lập tức bị mất hết rồi bạn lập tức bị mê rồi Đỉnh quệ sẽ không còn nữa Đỉnh quệ là công đức Nó khác với phước đức Xin xem tiếp đoạn này dưới đây Đoạn này là Hạ Tiện Cầu Hối Đây là Pháp Tu Sám Hối Phục thứ phổ quản Nhược vị lai thế Hữu chư hạ tiện đẳng nhân Hoặc nô hoặc tỳ Nãi chí chư bất tự do chi nhân Giác tri túc nghiệp Yếu xám hối giả Đây là nêu ra Một nhóm chúng sanh xám hối trước Bần tiện là người rất khổ ở trong nhân gian Bần là không có của cải Tiện là không có địa gì Ở thế gian Nó là đối lập với phú quý Phú là có của cải Quý là có địa vị Bần tiện với phú quý Khác biệt rất lớn Tạo nên sự khác biệt này Là do nghiệp mà chúng ta tạo ở trong đời quá khứ sanh ra nếu như trách xã hội giàu nghèo không đồng đều giàu nghèo tuyệt đối là không thể đồng đều được rồi đây là đạo lý nhất định vì sao vậy nghiệp mà mỗi người tạo khác nhau thì đâu thể xuất hiện quả báo giống nhau được chứ là việc không thể rồi. cho nên giáo huấn của bậc thánh hiền là hy vọng đôi bên có thể hiểu rõ sự thật về nhân quả báo ứng thì mọi người đều không có oán hận nhau. người phú quý có nghĩa vụ giúp đỡ người bần tiện, người bần tiện biết được mình phải tu phước, phải sám hối, biết phải tu phước thì xã hội mới có thể hài hòa. Mới có thể ổn định phồn dinh được Đôi bên tôn trọng lẫn nhau Ngày nay họ phú quý Là do đời trước họ tu tốt Ta ngày nay bần tiện là do ta Không có tu Sao có thể trách người ta được chứ Gieo dưa được dưa Gieo đậu được đậu Hiểu rõ đạo lý này Thì sẽ không oán trời trách người Biết mình không có tu Không tu không sao Hiện nay tu vẫn còn kịp mà ta hiện nay chịu tu thì đời sau sẽ tốt nếu người phú quý không chịu tu chỉ hưởng phước không tu phước nữa thì đời sau sẽ trở thành mừng tiện rồi đây mới là đạo lý chân thật trong đoạn này pháp sư thanh liên trích dẫn trong kinh biện ý nói đây là Phật nói Ngũ sự thường sanh ti tiện Vi nhân nô tỳ Làm đầy tớ Là không có địa vị trong xã hội Không có địa vị gọi là tiện Phật nói có năm loại nghiệp nhân phải thọ quả báo này. Đệ nhất, kiêu mạng bất kính nhị thân nhị thân là cha mẹ có thái độ ngạo mạn với cha mẹ không có tôn kính đối với cha mẹ bất hiếu thì đời sau họ sẽ bị quả báo này đệ nhị can cường vô khác tâm khác là tôn kính là cung kính loại người này cũng sẽ gặp quả báo này tự cho mình là đúng mọi mặt đều không chịu nhường người khác phật ở trên kinh cũng thường hay cảm thán chúng sanh cõi diêm phụ đề can cường khó giáo hóa tại vì sao Phật nói khó giáo hóa vậy tập khí rất nặng chúng ta thông thường nói là người có cá tính rất mạnh không dễ tiếp thu sự khuyên bảo của người khác đệ tam phóng vật bất lễ tam tôn tam tôn là nói tam bảo khinh chê tam bảo điều thứ nhất phía trước là không kính trọng cha mẹ còn đây là không kính trọng thầy đạo lớn của thế gian và xuất thế gian là hiếu thảo cha mẹ tôn trọng thầy tổ bất kính với cha mẹ bất kính với thầy tổ tam bảo là mẫu mực đứng đầu ở trong sư đạo phật pháp là sư đạo là mô phạm điển hình của thầy giáo bạn làm sao có thể tùy tiện không có một chút tâm cung kính nào đối với họ được chứ đệ tứ đạo thiết dĩ vi sanh nghiệp cả đời đi trộm cắp để duy trì đời sống của mình thủ đoạn trộm cắp rất nhiều nhất định phải hiểu ý nghĩa đích thực của trộm cắp trong phật pháp nói không cho mà lấy đó đều gọi là trộm cắp cũng là như chúng ta thường nói của bất nghĩa nếu như bạn lấy của bất nghĩa làm kế sinh nhai cho cuộc sống của bạn Như thế là phạm vào điều này rồi Của bạn không xứng đáng có Nếu bạn chiếm hữu nó Nếu bạn giành được nó Đây cũng là Nghiệp nhân của thấp hèn đây ngũ Phụ trái đào tị bất thường người thiếu nợ không chịu trả nợ đời này không chịu trả nợ đời sau gặp lại cũng phải trả không cách gì trốn tránh được điểm này chúng ta nhất định phải biết thiếu nợ chúng ta nhất định phải trả nợ mạng vẫn phải đền mạng Nhà Phật nói Nhân quả thông ba đời Không phải một đời này Đời này bạn trốn được rồi Đời sau làm thế nào đây Còn có đời sau nữa Đời đời kiếp kiếp khi gặp lại Vẫn phải trả nợ Thiếu mạng phải trả mạng Thiếu tiền phải trả tiền Trừ khi đối phương Giác ngộ rồi Chỉ có học Phật mới giác ngộ Đối phương giác ngộ rồi Món nợ anh nợ tôi Thôi khỏi tính nữa Không cần anh trả nợ Anh nợ mạng tôi cũng không cần anh trả Hết rồi Thế thì mới được Nếu như không gặp được người giác ngộ Họ niệm niệm Để ở trong tâm Đến đòi nợ đòi mạng Vì thì, thì vô phương rồi trong văn tự ghi chép của nhà phật đại sư an thế cao của triều hán bạn xem truyện ký của an thế cao trong quyển thứ nhất của cao tăng truyện ngài đến trung quốc hai lần để đền nợ mạng trong đời quá khứ ngài cũng là ngộ sát hai người nên đời này đặc biệt đến nơi đây để trả hai lần nợ mạng này Hai lần này cũng là ngộ sát Ngày ngộ sát người ta Người ta cũng ngộ sát Ngài Đây là Bồ Tát thị hiện Nói cho chúng ta biết Thành Phật thành Bồ Tát rồi Cũng vô phương Vẫn là phải trả nợ mạng nợ tiền vẫn phải trả tiền, nợ mạng vẫn phải trả mạng. Không thể nói bạn thành Phật, thành Bồ Tát rồi thì có thể không cần trả, không có đạo lý này. Vậy thì luật nhân quả sẽ bị lật đổ rồi. Làm Phật là Bồ Tát vẫn không miễn được, huấn hộ phàm phu chúng ta. Phàm phu không cam tâm trả nợ, trả mạng. Không cam tâm thì sẽ gây ra phiền phức lớn Trả qua trả lại không bao giờ dứt Sẽ bị cái phiền phức này Đòi nợ trả nợ Đòi mạng đền mạng không bao giờ dứt Đời đời kiếp kiếp làm cái việc này Cổ không thể tả Phật Bồ Tát tốt ở chỗ nào Họ thấy điều biết rất rõ, sáng tỏ Họ có túc mạng thông, có tha tâm thông có thiên nhãn thông nhưng duyên nhiều đời nhìn thấy rất rõ ràng cho nên họ trả dứt từng món nợ vì sao không còn việc gì nữa họ là cam lòng tình nguyện mà trả bị người ta giết cũng cam lòng tình nguyện tuyệt đối không có tâm báo thù nợ đến đây đã chấm dứt phàm phu không chấm dứt nỗi món nợ này Chính là họ không cam lòng tình nguyện Vẫn còn tâm trả thù Kết oán thù Đời đời kiếp kiếp không bao giờ dứt Vô cùng đáng sợ Nếu như các vị thế hội Những sự tướng này thật kỹ Sau đó mới biết Tại vì sao phải tôn trọng tam bảo tại vì sao lợi ích công đức của tam bảo lớn như vậy bạn mới có thể thể hội được chút ít chỉ có tam bảo mới có thể thật sự giải quyết vấn đề cho chúng ta đời đời kiếp kiếp không thể giải quyết vấn đề gặp được phật pháp đều có thể giải quyết được đây là điểm mà bất kỳ pháp môn nào của thế gian cũng không thể làm được chúng ta biết mình rơi vào Bần cùng Hạ tiện Rơi vào địa vị này Thì biết được đây là do Chính mình tạo ác nghiệp Trong đời quá khứ Mà chiêu cảm nên quả báo này Hiểu rõ đạo lý này Nhìn thấu sự thật Liền có phương pháp để cứu giảng Phương pháp cứu giảng Là sám hối Giác tri tốt nghiệp Đây là bạn rõ biết rồi Rõ biết là do nghiệp đời trước Không dựa vào Phật Pháp thì vô phương Trong Pháp Thế gian cũng có Tuy có mà không rốt ráo Người có học vấn Người có đức hạnh và một số nhà tôn giáo trong thế gian họ cũng biết một số xử lý về nhân quả báo ứng cũng biết tu pháp sám hối thế nhưng tri kiến của họ không viên mãn không rốt ráo vì thế phần lớn sám hối của họ là thuộc về sự cũng có thể giúp ích được nhưng rất nhỏ, không thể giải quyết vấn đề triệt để. Giải quyết vấn đề triệt để nhất định phải giúp người ta ra khỏi tam giới. Như vậy mới xem là triệt để. Không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi thì thường để lại phiền phức gì sao? Trước mắt Hòa hoãn được đôi chút Nhưng sự việc này không chấm dứt được Như vậy mới biết Phật Pháp là vô cùng thù thắng Dưới đây Phật dạy cho chúng ta phương Pháp Chí tâm chim lễ Địa tạng Bồ Tát hình tượng Mấu chốt là ở chí tâm dùng tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm chân thành thanh tịnh chính là pháp sám hối từ đó cho thấy hình tượng của ngài địa tạng bồ tát là tăng thượng duyên cho chúng ta sám hối tại vì sao bạn có thể tiêu trừ được nghiệp chướng gì là bởi vì bạn chí tâm. Bình thường bạn dùng tâm là dùng vọng tâm. Hôm nay đối trước hình ảnh Phật Bồ Tát là tâm chân thành. Nãy chí nhất thất nhật trung niệm Bồ Tát danh khả mãn vạn biến. nhất thất thất là một con số viên mãn bạn tìm ra thời gian cố gắng tu tập bảy ngày ở trong bảy ngày này chấp trì danh hiệu bồ tát đây thông thường gọi là tu địa tạng thất hoặc giả là đọc kinh địa tạng bồ tát bổ nguyện niệm danh hiệu bồ tát địa tạng bảy ngày ở trong một thất chân thật kết thất niệm phật nói thật ra là bảy ngày bảy đêm không được gián đoạn Lợi ích công đức này vô cùng thù thắng Bạn xem bảy ngày bảy đêm Không hoài nghi Không sen tạp Không gián đoạn Thì người căng tánh nhạy bén Sẽ được nhất tâm Được nhất tâm là siêu phạm nhập thánh rồi Phần trước chúng ta xem Thấy quan một nữ Bà La Môn nữ Họ dùng phương pháp niệm Phật một ngày một đêm đó là người căng tánh Nhảy bén một ngày một đêm thì được nhất tâm được nhất tâm chính là bồ tát không phải là người phàm nữa rồi cho nên họ có thể đi tham quan viếng thăm địa ngục quỷ dương ở địa ngục cô hỏi quỷ dương đây là ở nơi nào quỷ dương nói cho cô biết đây là địa ngục sao tôi có thể đến đây được quỷ dương nói với cô là có hai loại người có thể đến được địa ngục một là bồ tát hay là người thọ tội từ đó cho thấy cô một ngày một đêm cô niệm đến sự nhất tâm bất loạn mới có năng lực đi viếng thăm địa ngục đây là trong Kinh Di Đà nói Nếu một ngày cho đến bảy ngày Người căng tánh Nhạy bén Thì một ngày Một ngày đêm sẽ được nhất tâm Người căng tánh chậm lục Thì bảy ngày Bảy ngày bảy đêm cũng có thể được nhất tâm Chúng ta hiện nay Đồng tu niệm Phật trong niệm Phật đường Đừng nói là bảy ngày Tu liên tục 49 ngày Cũng không thể được nhất tâm Nguyên nhân gì? Niệm Phật không đúng như Pháp. Việc phiền phức lớn nhất chính là sen tạp. Lúc họ niệm Phật vẫn còn vọng niệm sen tạp ở trong đó. Vậy thì không đúng như Pháp rồi. Thật sự phải không có vọng niệm. Thật sự đạt đến tiêu chuẩn này. Không hoài nghi, không sen tạp, không gián đoạn. Bảy ngày, bảy đêm thật sự có thể thành công. chúng ta xem thấy trong tình độ thánh hiền lục vãng sanh truyện trong tình độ thánh hiền lục có truyện pháp sư oánh kha triều tống ngài là người xuất gia phá giới tập khí rất nặng ngài tự mình biết rõ biết được tương lai nhất định phải đọa địa ngục tạo tội nghiệp quá nặng tự mình cũng không có cách gì khống chế mình được tâm chuyển theo cảnh thế thì có cách gì bây giờ ngài chỉ có một niệm sáng suốt là biết mình có tội giác tri túc nghiệp cái hay của ngài chính là bốn chữ này ngài biết chính mình tương lai nhất định đọa địa ngục nghĩ đến đọa địa ngục liền sợ hãi liền lo sợ làm sao có thể không đọa địa ngục ngài thỉnh giáo đồng tu của mình những vị đồng tu này liền tặng cho ngài cuốn giảng sanh truyện ngài xem giảng sanh truyện mỗi khi đọc một truyện ngài đều cảm động đến rơi lệ sau khi xem xong ngài tự mình phát tâm quyết định cầu giảng sanh đóng cửa phòng lại niệm a di đà phật ba ngày ba đêm không ăn không ngủ ngay cả nước cũng không uống ba ngày ba đêm chế tâm chim lễ tâm chân thành nên cảm động a di đà phật a di đà phật liền đến ngay Ngài là niệm suốt ba ngày ba đêm Đến lúc không chịu nổi nữa Rồi ngã gục xuống Trong lúc hôn trầm Ngủ gục mộng thấy a di đà Phật đến Ngài là trong mộng mà thấy Liền xin Đức Phật a di đà Muốn cầu giảng sanh a di đà Phật nói với Ngài Thọ mạng của ngươi còn 10 năm Ngươi cố gắng dụng công Sau 10 năm Lúc tuổi thọ ngươi hết Ta sẽ đến tiếp dẫn Ngài thật sự sáng suốt Biết được mình Ngài nói tập khí của con rất nặng Thời gian 10 năm dài như vậy Sẽ không chống cự nổi với cám dỗ bên ngoài Lại không biết sẽ tạo thêm bao nhiêu tội nghiệp nữa Vậy thì rất nguy hiểm Con không cần 10 năm tuổi thọ nữa Con muốn đi liền với Ngài bây giờ Sau khi a di Đà Phật nghe xong Cũng đồng ý Vậy được rồi, ba ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn ngươi Pháp Sư Oánh Kha rất vui mừng Ngay lúc này bóng giật mình tỉnh dậy Vì này không giả Liền tuyên bố như đại chúng Ba ngày sau Ngài sẽ giảng sanh Cảnh giới hoàn toàn giống như quan một nữ, bà la một nữ Là ba ngày, ba đêm Cho nên trong Kinh Di Đà nói Nếu một ngày cho đến bảy ngày là không giả Vấn đề là bạn có chí tâm hay không? Bạn có không sen tạp hay không? Chúng ta ngày nay niệm Phật công phu không thể thành tựu Nói thật ra hiện nay Hoài nghi là tương đối ít Nhưng mà không thể nói là không có Nỗi hoài nghi đó bản thân bạn cũng không biết Nguyên nhân gì vậy? Bạn chưa có hiểu rõ thấu triệt Đối với đạo lý niệm Phật giảng sanh Và chân tướng sự thật nên tâm nghi của bạn chưa dứt được do chưa hiểu rõ thấu triệt thật sự hiểu rõ thấu triệt rồi thì không còn hoài nghi không hoài nghi thì nhất định không có lưu luyến đối với thế gian này cho nên còn lưu luyến đối với thế gian chứng tỏ họ vẫn còn nghi đoạn nghi sanh tính Mục đích của giảng kinh thuyết Pháp là ở chỗ này Chân thật giúp mọi người đoạn nghi sanh tính Sau đó công phu mới là không sen tạp Thật sự làm được không sen tạp, không gián đoạn Thì không có người nào không thành tựu Cho nên người đang đứng mà đi, đang ngồi mà đi Không bị bệnh, như oánh kha là không bị bệnh biết rất rõ ràng niệm phật mà giảng sanh sự việc này đến thời cận đại cũng có rất nhiều người sao chúng ta có thể nói không tin được chứ tại vì sao họ làm không được không bị bệnh là do sám trừ hết nghiệp chướng rồi Chí tâm thì có thể sám trừ được nghiệp chướng Chúng ta vẫn còn bị bệnh là do nghiệp chướng Bạn không chịu chăm chỉ sám trừ nghiệp chướng Nên bạn vẫn còn bị ma bệnh trói buộc Thật tâm mà sám hối Thì nghiệp chướng sẽ tiêu trừ bệnh nghiệp chướng sám hối có thể khỏi công đức mà bạn thực sự sám hối đó thì quan gia trái chủ của bạn cũng phải rời đi họ cũng được hưởng lấy được lợi ích cho nên pháp môn sám hối nói lời thành thật tám vạn bốn ngàn pháp môn thấy đều thuộc về pháp sám hối hai chữ sám hối hàm chứa hết tất cả pháp môn tu hành của bồ tát không có pháp môn nào không phải là pháp môn sám hối phía sau là nói quả báo đạt được như thị đẳng nhân tận thử báo hậu thiên vạn sanh trung thường sanh tôn quý cánh bất kinh tam ác đạo khổ đây là quả báo cho nên hiện nay bần cùng hạ tiện thì nhất định phải biết nghiệp nhân của mình biết được nghiệp nhân liền quay đầu lại tu bồ tát đạo Nếu như nói là Đây là nói trước đây bạn làm Đầy tớ cho người ta Phải bị chủ nhân chi phối Bản thân bạn không được tự do Không thể có được 7 ngày 7 đêm để tu hành Thì bình thường tu hành cũng được Mà ở trong tu hành Pháp môn thụ thắng nhất không gì bằng niệm Phật pháp môn niệm Phật không có chướng ngại, mọi lúc mọi nơi trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Nhớ Phật niệm Phật cũng không cản trở công việc của bạn. Bạn làm việc gì bạn vẫn cứ làm như thường, bạn còn làm tốt hơn, còn viên mãn hơn nữa. Trong tâm Tất cả đều buông xả Nhất tâm niệm Phật Có khả năng Thì có thể đọc kinh Không có khả năng đọc kinh Thì niệm một câu a di đà Phật này là đủ rồi Chúng tôi trong thời cận đại Nhìn thấy không ít người Chỉ thọ trì một câu a di đà Phật này mà tướng lành lúc giảng sanh thù thắng vô cùng lợi ích công đức chính mắt chúng tôi đã thấy cho nên nhất định phải niệm phật niệm phật là công đức hàng đầu niệm phật được phước đức thù thắng vô biên nghiệp chướng tiêu trừ rồi thì phước báo tự nhiên sẽ hiện tiền nghiệp chướng chưa tiêu trừ cũng mặc kệ cứ chăm chỉ nỗ lực mà tu học Đời sau nhất định có quả báo thù thắng Không những không đọa ba đường ác Còn có thể thoát khỏi lục đạo luân hồi Còn có thể độ rất nhiều chúng sanh Thật sự là tự hành hóa tha Chuyển thân tội báo thành thân bồ tát thế thì chẳng phải ứng hóa cùng bồ tát hay sao cần dùng thân đầy tớ để độ liền hiện thân đầy tớ chẳng phải giống nhau hay sao vấn đề là bản thân bạn có thật sự giác ngộ hay không thật sự giác ngộ rồi liền dùng thân này để tu liền dùng thân này để chứng quả liền dùng thân này để độ hóa tất cả chúng sanh bạn niệm phật thành tựu giảng sanh tự tại nếu bạn có thể biểu hiện đang đứng mà giảng sanh đang ngồi mà giảng sanh là bạn độ được người trong gia đình này rồi Trước đây Vợ của chủ nhân Đông Lâm Giác Xã Ở Hồng Kông Là phu nhân Hà Đông Niệm Phật Giảng Sanh Đã độ hết người trong gia đình của bà Cả gia đình bà đều tín ngưỡng cơ đốc giáo chỉ có bà là niệm phật nhưng con cái của bà rất hiếu thảo cũng rất thông minh tuy tín ngưỡng khác nhau nhưng gia đình họ rất là tự do đều rất tôn trọng bà thì ăn chay niệm phật con cái con dâu của bà đều là tín đồ thành kính cơ đốc giáo đôi bên đều tôn trọng lẫn nhau khi bà giảng sanh bà nói với con trai và con dâu cả đời chúng ta luôn tôn trọng và không can thiệp vào tín ngưỡng của nhau bà nói mẹ hôm nay phải giảng sanh mẹ có một yêu cầu với các con các con niệm phật tiễn mẹ nhé người con trai và con dâu cũng thấu hiểu nhân tình và được chúng con niệm Phật tiễn mẹ. Bà thật sự là giảng sanh tư thế đang ngồi. Người nhà niệm Phật tiễn bà đi, nhìn thấy tình cảnh này, mới biết Phật giáo không phải là giả. Toàn bộ con trai và con dâu đều niệm Phật, toàn bộ đều quay đầu. Bạn xem, bà rất có tâm nhẫn nại đổ người nhà, cuối cùng biểu diễn cho bạn xem. Bình thường không khuyên bạn, không nói một câu nào, rất tôn trọng bạn cuối cùng biểu diễn ra cho bạn xem thử xem cơ đốc giáo của bạn có đang ngồi mà đi được hay không có thể biết trước ngày giờ đi hay không phương pháp này độ được người trong gia đình bà rồi không những độ người trong gia đình mà còn ảnh hưởng đến toàn xã hội đây không phải là gia đình thông thường ký giả đến phỏng vấn khi đăng bài lên báo bạn thử xem ảnh hưởng được bao nhiêu người đây mới thật sự là có trí huệ độ người thân quyến thuộc là có phương pháp bạn phải thật sự hiểu được bạn phải thật sự biểu diễn cho họ xem người hiện nay nói họ không tin bạn làm nên tấm gương cho họ xem thì họ không thể không tin được trong trang năm mươi sáu của chú giải các vị thử xem đây là trích dẫn trên kinh phật trong kinh biện ý nói hàng thứ nhất trang năm mươi sáu Phật cáo biện ý Hữu ngũ sự đắc vi tôn quý Chúng nhân sợ kính Đây đều là nói nghiệp nhân Chỉ cần bạn chịu tu Thì sẽ được phước báo Đệ nhất Thí huệ phổ quản Chính là bố thí nhiều Tu bố thí Dùng tâm bình đẳng Tâm thanh tịnh tu bố thí Bạn sẽ được thân tôn quý Đề nhị lễ kính tam bảo cập chúng trưởng giả Đây chính là hậu trì Phật Pháp Tôn kính sư trưởng Đệ tam nhẫn nhục vô hữu sân nhuế Đệ tứ nhu hòa khiêm hạ Đối nhân xử thế cần phải có thái độ tốt đệ ngũ bát văn kinh giới họ thông đạt về kinh điển đối với giới luật họ cũng hiểu rõ sáng tỏ họ có thể tuân thủ họ có thể làm được đây là phật dạy trong kinh có năm loại nghiệp nhân được quả báo người ta tôn kính và có địa vị tôn quý ở trong xã hội cho nên bạn không tu nhân thì làm sao bạn được quả báo bạn muốn được quả báo thù thắng thì bạn phải biết tu nhân thù thắng như thế nào nghiệp nhân quả báo không mảy may sai chạy Được rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A à, di đà Phật.